Rủ nhau vào khám phá hang động dài hàng km, đội bóng nhí ở Thái Lan không ngờ bị mắc kẹt 17 ngày và màn giải cứu gây chấn động thế giới. Sự việc bắt đầu xảy ra vào ngày 23 tháng 6 năm 2018. Lúc này, 12 trên 13 thành viên của đội bóng nhí Thái Lan có độ tuổi từ 11 đến 16. Sau khi tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong đội, đã cùng với huấn luyện viên có tên Ekabon Chanthawong, 25 tuổi, quyết định đi khám phá một địa điểm mạo hiểm, nơi mà lũ trẻ chưa được đến bao giờ và thường hay bị phụ huynh ngăn cấm vì ẩn chứa nhiều rủi ro. Đó là hang Tham Luang, nơi có một miếu thờ nàng công chúa bí ẩn được đặt ngay ở cửa hang mà người ta vẫn đồn rằng linh hồn của nàng vẫn đang ẩn náu bên trong. Hang Tham Luang được bao bởi ngọn núi có tên Đôi Nang Non, có hình giống như một người phụ nữ đang nằm ngủ. Mặc dù là một địa điểm nổi tiếng, thế nhưng vì sự nguy hiểm của hang động Tham Luang mà tại đây bị cấm đến trong mùa mưa kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Và tất cả đội bóng đều không thể ngờ rằng mùa mưa bất ngờ đến sớm hơn dự kiến khoảng một tuần, khiến thảm kịch có thể xảy ra. Vừa vào bên trong hang thì cũng là lúc ở bên ngoài dãy núi Đôi Nang Non mây đen đang ùn ùn kéo đến. Một trận mưa xối xả đã trút xuống ngày sau đó không lâu, tràn vào bên trong và ngập cửa hang. 12 thành viên của đội bóng nhí cùng huấn luyện viên lúc này bắt đầu nhận ra vấn đề. Tuy nhiên, họ không thể thoát ra ngoài, càng không thể đứng yên một chỗ vì nước càng ngày càng tiến vào sâu hơn, buộc họ phải tiến vào sâu bên trong hơn để tránh bị chết đuối. Sau nhiều giờ đồng hồ trôi qua, đến tối 23 tháng 6, khi không thấy các con của mình quay về, phụ huynh đã thông báo cho nhà chức trách cùng với lời khai của một thành viên nhí do bận việc nhà nên không tham gia khám phá hang động cùng 12 người bạn còn lại. Từ đó, một cuộc truy tìm lớn nhất lịch sử Thái Lan đã được nổ ra. Cuộc tìm kiếm quy mô khổng lồ với sự tham gia của 1.000 người, bao gồm các chuyên gia đến từ các quốc gia khác nhau như Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã thử mọi cách có thể để xác định vị trí của các cậu bé và huấn luyện viên của họ, triển khai cảm biến siêu âm vào hang, khoan xuyên qua đá và thả các gói cứu sinh xuống các lỗ mà họ tìm thấy trên mặt đất, với hy vọng các trục kết nối với mạng lưới hang động bên dưới. Tuy nhiên, phải mất đến 9 ngày, thợ lặn cứu hộ hang động chuyên nghiệp người Anh có tên John Volaten mới phát hiện ra vị trí của các cậu bé cùng huấn luyện viên trên một mô đất trong hầm cách cửa hang khoảng 4 đến 5 km. Điều khó khăn là để đến được đây, họ phải lặn qua những ngách hang ngập nước, tối tăm, chật hẹp, có nơi chỉ cao 38cm, rộng 72cm. Việc tìm ra các cậu bé thực sự là phép màu, bởi trong lúc lặn thì dây bảo hộ hết tầm, buộc ông phải nổi lên và sửng sốt phát hiện 13 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu sợi dây bảo hộ ngắn đi khoảng 3 mét, ông đã phải quậy trở ra và không bao giờ trở lại ngách hang đó nữa. Từ đó, số phận của lũ trẻ cũng sẽ được định đoạt. Để sống sót được trong 9 ngày, cả đội đã nhờ vào một ít thức ăn nhẹ đã chuẩn bị từ tiệc sinh nhật, uống nước từ nhũ đá và thiền định. Tuy nhiên, phải mất thêm 8 ngày nữa, cả đội mới được giải cứu thành công. Nhà chức trách đã hút một lượng nước lớn ra khỏi hang, giúp khoảng cách đến nạn nhân giảm xuống nhằm giảm thời gian lặn. Đến ngày 8 tháng 7, lực lượng cứu hộ quyết tâm đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong đó, mỗi cậu bé được hai thợ lặn tháp tùng qua các khe hẹp, ngập nước. Trước khi thực hiện nhiệm vụ này, một số đứa bé đã được gây mê, một trong những việc làm nhận được nhiều phản đối vì quá mạo hiểm. Các đứa trẻ có thể vĩnh viễn không được cứu sống. Trong khi đó, ở trên hành trình, cứ mỗi 25 đến 30 mét lại được trang bị một bình oxy để tái cung cấp dưỡng khí. Cho đến ngày 10 tháng 7, tức nghĩa sau 17 ngày bị mắc kẹt và sau 8 ngày phát hiện ra vị trí, cuối cùng toàn bộ 12 cậu bé đội bóng nhí và huấn luyện viên đã được giải cứu thành công khỏi hang và được chuyển đến bệnh viện điều trị. Trong quá trình giải cứu này, một cựu đặc nhiệm Thái Lan là Shaman Kunan trong lúc đặt các bình dưỡng khí vào hang đã không để ý đến bình oxy của mình đang cạn kiệt. Cuối cùng, ông đã ra đi, khiến người dân Thái Lan không khỏi xúc động, tôn vinh và gọi anh là một người hùng thực sự.